Đây bản này là bản đặc biệt của mùa hè năm 2024. Mà bên shop em mới đặt được xưởng may. Đặc biệt ở cái chỗ ấy là cái chất liệu của nó là cái chất liệu vải co giãn, mặc rất là mềm, êm và dễ chịu. Và các bạn thấy này, độ giữ hơi nó rất tốt nhé, độ rất là tốt. Đấy, còn rất tốt này. À, cái này thì nó sẽ chống sổ lông nhé, chống sổ lông và độ bền màu nó cao. Đấy, bền màu nó cao. Thì bây giờ thì em chuyển sang bán toàn bộ cái hàng mới này rồi. Nhưng mà bên cơ sở nhà em thì còn tồn một số cái áo ở cái lô hàng trước. Thì em xin được thanh lý cho các bác mấy cái áo này nhé. Thì bây giờ thứ nhất là em thanh lý cái áo này. Nếu mà các bác mua cùng với cái bộ quạt, áo thì là thanh lý thôi, còn quạt thì vẫn là cái quạt xịn, quạt ổn định cho các bác. Cái bộ quạt này là 500.000 này, còn cái áo này em thanh lý cho các bác có 100.000 thôi. Thì có nghĩa là các bác mua một quạt và một áo thì nó là 600.000 ạ. Và các bác mua hai áo cho một quạt để còn thay đổi nhau ấy thì là 700.000 nhé. Rồi cái áo này là thanh lý có 100.000 thôi ạ. Đây các bác nhìn này. Đối với cái mẫu size bé là size S nhé, màu đen di hoặc là màu chín than thì là nó là cái dòng là size S này, em đặt ở chỗ khác, nó xưởng khác, nó không có nốt lưới ở bên trong, là không nốt lưới nhé. Đấy, thế còn hàng này toàn bộ là hàng mới tinh. Bình thường nếu mà em chưa nhập được cái lô hàng mới, chưa đặt được cái chất liệu vải đặc biệt ấy là em vẫn cái bán cái hàng này, tại vì hàng này nó là hàng phổ thông ở trên thị trường nhé, hàng phổ thông trên thị trường, chất liệu của nó là vải kaki Nam Định, cái hàng bảo hộ lao động kaki Nam Định. Thì đối với cái hàng này thì nó sẽ có tình trạng là bị phai màu, bị bạc màu khá nhanh và sẽ bị sổ lông, màu thì nó có màu ghi, màu đen di hoặc màu tím than. Còn đối với những cái size to hơn size S thì phía trong này đều có nốt lưới hết. Đấy nhá, các bác lưu ý. Thì cái mẫu này là mẫu trên thị trường rất là phổ thông ấy. Thì bình thường là vẫn bán gần 200.000 đấy, 170.000 đấy. Nhưng mà bây giờ thì em bán sang hàng mới thì em thanh lý cái lô này có 100.000 trên một cái thôi. Đấy các bác có nhu cầu tham khảo thì liên hệ nhá. Thế còn cái số lượng hàng thanh lý này là có hạn nha các bác nhá, không có nhiều đâu ạ. 100.000 một cái, số lượng có hạn. Thế còn là em sẽ được báo giá cái hàng mới của em đây. Hàng mới mà bản đặc biệt, có giá nó các bác mặc cực kỳ êm, cực kỳ dễ chịu. Cái này thì em xin được khẳng định lại cho các bác nhé. Các bác đang mặc tất cả các mẫu áo điều hòa, kể cả mẫu điều hòa Kenco, cái áo không thôi nó tới 380.000, gần 400.000. Cả cái bộ đấy mà tầm 1.4 triệu, 1.6 triệu rồi ấy. Thì các bác mặc thử cho em cái áo này vào thì các bác vẫn ưng ý hơn là cái mẫu kia rất là nhiều. Đấy, các bác lưu ý kỹ như vậy nhé, ưng ý hơn rất là nhiều. Tại vì cái mẫu này này, nó mềm này, mặc nó dễ chịu và độ kín hơi nó rất là tốt. Và đặc biệt là nó sẽ không bị sổ lông. Nó không bị sổ lông nhé. Đấy, nếu mình nhấn mạnh với các bác là như vậy nhé. Các bác cứ mua thử một cái đi, là bảo các bác ưng mà các bác sẽ sắm thêm nữa đấy. Em xin báo giá cụ thể các bác nắm được này. Cái áo này thì bên em đang bán là 200.000 một chiếc. Nếu các bác mua một chiếc này sẽ không bao ship cho các bác. Còn các bác mua một đôi thì em sẽ miễn phí ship. Còn khi mà các bác mua kết hợp với cái quạt ấy thì em đang báo giá là quạt ghít. Thế còn nếu các bác muốn cái quạt cao cấp hơn thì sẽ thêm tiền. Cái bộ quạt ghít này là 500.000 này. Bác mua cái bộ một áo một quạt như thế này thì sẽ là 700.000 nhá. 700.000. Bộ quạt ghít này là sẽ dùng liên tục 10 tiếng hơn đấy các bác ạ. Thế còn các bác mà mua hai áo trên một quạt như này thì nó là tổng tiền nó ra là 900.000 đấy, 400 tiền áo, 500 tiền quạt. Em sẽ có khuyến mại mà chiết khấu trực tiếp cho các bác luôn 50.000. Chiết khấu luôn cho các bác 50.000 là còn 850. 850 cho cái bộ hai áo một quạt này nhá. Và miễn phí ship đi toàn quốc nhá. Thì đấy là thứ nhất là các bác nắm được cái áo thanh lý của bên em có 100k thôi. Và đặc biệt là em cũng muốn giới thiệu với các bác một cái bản đặc biệt của mùa hè năm 2024. Nói chung là hàng này là hàng ít trên thị trường lắm. Các bác một khi đã mặc qua rồi cam kết với các bác là ai cũng lý hết nhá. Rồi các bác cần thì liên hệ với lại số điện thoại của em trên màn hình nhá. Em xin được cảm ơn. Chúc các bác nhiều sức khỏe. Các bác cứ sắm một cái áo điều hòa có giãn như này đi, phiên bản đặc biệt này đi, đảm bảo các bác hài lòng nhá. Rồi, chào các bác ạ.